Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Liên quan đến ồn ào của biên tập viên Quốc Khánh, người mà đã có những hành động chế giễu thủ môn Bùi Tiến Dũng trong chương trình bình luận bên lề trận đấu. Ngay sau đó thì những diễn biến về hình phạt của biên tập viên này thì đã được rất nhiều người quan tâm. Cụ thể, trong chương trình bình luận bên lề trận đấu U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, biên tập viên Quốc Khánh đã bị đánh giá là thiếu tiết chế khi mà thực hiện một cú điện thoại giả vờ gọi điện cho Văn Lâm, đề nghị thủ môn này sang Manila, ngụ ý để thay Bùi Tiến Dũng. Câu chuyện trở nên căng thẳng bởi trước đó, Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm giúp Indonesia ghi bàn sau cú phạt góc không mấy nguy hiểm. Việc mỉa mai Bùi Tiến Dũng khiến biên tập viên của VTV trở thành người bị chỉ trích nặng nề, bởi theo nhiều người trước đó không lâu, biên tập viên này cũng từng khen Bùi Tiến Dũng hết lời. Sau sự cố thì biên tập viên Quốc Khánh bị khán giả và người hâm mộ yêu cầu xin lỗi Bùi Tiến Dũng, tuy nhiên anh lựa chọn im lặng trước scandal. Ngay sau vụ ồn ào, ngay lập tức thì trên mạng xuất hiện thông tin chia sẻ biên tập viên Quốc Khánh đã phải khóa mạng xã hội, đồng thời phải đối diện với mức án phạt cấm 2 tháng lên sóng từ đài truyền hình Việt Nam. Việc cấm lên sóng 2 tháng trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả, nhưng trên thực tế thì đây chỉ là tin đồn chưa được xác minh. Thực tế, theo tìm hiểu, biên tập viên Quốc Khánh không hề xóa hay là khóa trang cá nhân. Tuy nhiên, trên bài chia sẻ mới nhất của biên tập viên này, anh đã phải hứng chịu lượt phẫn nộ tăng đột biến từ dân mạng. Ngoài ra, cho tới thời điểm hiện tại, đại diện các bên liên quan, kể cả đài truyền hình Việt Nam, không có bất kỳ phát ngôn, văn bản nào liên quan về việc xử phạt biên tập viên Quốc Khánh vì sự cố bình luận kém duyên. Trên cổng thông tin của đài truyền hình Việt Nam, vụ ồn ào của biên tập viên Quốc Khánh cũng không được nhắc đến. Và khi phóng viên liên hệ với biên tập viên Quốc Khánh để tìm hiểu, xong thì anh bấm máy bận. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về hành động này của biên tập viên Quốc Khánh? Thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.